Kết nối lại với Trinh, hiện nay thì cái việc mà mổ tim thì nó cần rất là gấp luôn. Đây là ba của Trinh. Dạ Bùi Hồ, xin chào cô bác anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại xã Tân Bình, huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Và phía sau lưng đây là một cái ngôi nhà mà của hai người bệnh nhân cô bác anh chị. Được một cái chị ở đằng xa kia giới thiệu, thì để tìm hiểu được hơn mời cô bác anh chị cùng theo Bùi Hồ nha. Ở cái con đường này thì khá là vắng. Được biết thì cái chị này là mổ tim hết một lần rồi, nhưng mà lúc đó còn bé thì chị khoảng chỉ 11, 12 tuổi thôi. Thì lúc đó thì mổ tim miễn phí, hiện nay thì cái căn bệnh tim của chị nó lại tái phát và chị không có tiền mổ tim. Bác sĩ yêu cầu nhập viện á thì chị lại không có tiền, nên là nữ là một số người ở hàng xóm á có nhờ, có gọi điện cho Bùi Hồ để mà Hồ kết nối với Mạnh Thường Quân để có thể hỗ trợ cho chị mổ tim cần cấp liền. Dạ. Ôi, cái nhà này là cặp một cái con kênh đó. Con kênh. Ờ, em này hả chị? Dạ đúng rồi. Ờ, em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em 23 tuổi. Ôi, căn nhà này nóng quá, nắng quá đâu. Em tên gì? Dạ, em tên Trinh. Em Trinh, 23 tuổi. Dạ. Em có gia đình chưa Trinh? Dạ có rồi. Dạ hả? Dạ. Ừ, ông xã em đây. À, đây ông xã em. Ông xã em làm cái công việc gì ha? Dạ em đi nghề đi bẻ ớt. Bẻ ớt như là đây. Ừ. Rồi ăn những gì làm đó. Em có lại cho mình là lập gia đình lâu chưa? Dạ hơn 2 năm rồi anh. Dạ. Rồi có em bé không? Dạ không, tại giờ em bị bệnh đó rồi đâu không có được. Ôi mặt của Trinh xanh xao quá kìa. Dạ. Thì nghe nói là, nghe chị nói là em bị bệnh tim từ nhỏ hả Trinh? Dạ. Sao có thể kể cho anh nghe với? Em bị tim bẩm sinh. À, anh nghe nói em kể, em mổ hết một lần đúng không? Dạ. Lúc đó em nhiêu tuổi ta? Lúc đó em 12 tuổi. Ừ. Lúc đó là có tốn tiền không? Dạ, người ta tài trợ chứ. Người ta miễn phí? Dạ. Em mổ bệnh viện nào? Em mổ bệnh viện tim Tâm Đức. Ở Cao Lãnh mình hả? Ở thành phố. Thành phố. À, hiện nay thì em nói chuyện với anh á thì có vẻ là rất là mệt. Dạ. Thì nghe nói mấy ngày gần đây thì em có đi khám ở bệnh viện lại hả? Dạ. Thì bác sĩ nói với em như thế nào? Dạ, bác sĩ nói em nhập viện mà em đâu có tiền em nhập viện. Ừ. Phải nhập viện liền. Dạ. Ở Cao Lãnh mình. Ở Phú Mỹ. Phú Mỹ. Thì em về đây lâu chưa? Dạ, em về đây em tên gì? Em tên Học. Học hả? Dạ. À, nhà học ở Cù Lao này luôn hay sao? Em quê của em ở dưới Long An. Em ở huyện nào đó? Dạ, huyện Tân Lập. Huyện Tân Lập của tỉnh Long An. Ngày xưa là em với lại Trinh là đến với nhau rồi do quen biết. Dạ, hồi đó em lên đây đi làm đó, rồi gặp, rồi quen. Hiện nay thì em làm cái công việc gì? Em hiện giờ là em đang đi bẻ ớt với ông với lại cậu trên đây. Ừ. Còn dạ ớt mình ta trồng ta muốn mình bẻ 1 ký á. À. Còn qua bữa thì em muốn em làm gì em làm. Ớt hôm nay em có bẻ không? Dạ có. Ừ. Hôm bữa nay bẻ được cũng được 100 mấy mới về trưa. Bao nhiêu tiền 1 ký? Dạ 4.000 1 ký. À. Thì được 150.000. Dạ. Ở sinh hoạt hàng ngày sao ta? Cũng bằng ngày mình mua đồ ăn này kia cũng đủ anh. Ừ. Có khi mua, còn có khi em đi làm thì về mua mệt quá kiếm này không được. Còn kiếm không được thì về có lưới, xách lưới, giăng cá ăn. Ừ. Bẻ rau rồi. Ừ. Thấy rau rồi. Dạ. Thì là gia đình mình là em với lại Trinh với lại ở đây là... Đây là ba của Trinh hả? Dạ. Dạ là ba ruột của... Dạ ba ruột của Trinh. Ba của em là bị sao? Dạ ông ba em bị bệnh phổi. À, lâu chưa? Lâu. Nhà mình là tổng cộng là có bao nhiêu người? Dạ 5 người. 5 người. Là em với chồng em với lại ba của em. Dạ. Còn mẹ? Còn mẹ em
thôi. Đi đâu? Đi hai thôi. À, rồi mẹ có gửi tiền về không? Để nuôi ba không? Dạ, không. Sao vậy? Tại vì mẹ em còn lo cho này kia. Mẹ của em thì có mấy người con? Dạ, hai người con. Ừ. Em với lại ai? Dạ, em với lại em thì ở trên nội. Em thì được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 13 tuổi. Thì khi mà em về trên này nè, những lúc mà mệt thì sao? Những lúc mà tim nó thở gấp đó rồi sao? Dạ, em đang đi thì em ngồi lại. Ngồi lại. À, lúc mà em khám thì bác sĩ có nói là bao nhiêu tiền để cái chi phí mổ tim của mình đó, là bao dạ, nhiêu tiền không? Dạ, em không biết thì cái bác sĩ không nói. Không nói hả? Dạ, tại bác sĩ kêu nhập viện liền. Bây giờ em cho anh coi cái hồ sơ bệnh án của mình được không? Có. Dạ, em để em qua ngoài em lấy. À. Dạ. Ai gì vậy? Mới có 23 tuổi thôi mà hồi 12 tuổi thì mổ tim hết một lần. Dạ. Còn cái căn bệnh phổi của ba thì sao? Dạ, căn bệnh phổi của ba thì bị thời kỳ cuối. Bị ung thư gì? Cũng bị phổi mà hồi xưa cũng bị tái xe, cái để sườn nó đâm vô anh. À. Rồi nó bị nặng lên, nay cũng 2 năm rồi. Rồi là chú là bao nhiêu tuổi rồi? 40 mấy rồi chú? 40 mấy tuổi? Dạ. 46, 47 rồi. Rồi sao cô không ở nhà để mà chăm sóc chú? Đi mần này ha. Có gửi tiền rồi cho chú không? Không hả? Ồ, vậy là cô với chú còn ở chung nhau không? Không. Thôi vậy ha. Là chú thì nuôi Trinh. Chú thì ở chung nhà với lại Trinh hả? Dạ. À. Giờ em đi mần như đó, cái mần này được trăm mấy hay đông. Rồi về mua đốt cho vợ uống. Đi mua đồ sinh hoạt trong nhà cũng hết rồi. Còn ba ngày nào cũng bệnh tới lúc nửa đêm là thở không nổi. Gì hả? Cái phổi không? Nhà mà ở trong nhà mình là có 3 người thôi. Dạ. Nhưng mà 2 người thì bị bệnh. Dạ. Trời ơi. Cô bác của anh chị có thể thấy là gương mặt của Trinh hiện nay rất là xanh xao. Và có lẽ là khi mà Bùi Hồ có hỏi về cái câu chuyện của Trinh á, thì cái nhịp thở nó rất là vội. Dạ. Rất là gấp. Dạ. Dạ, chị là sao với lại gì ha? Bùi Hồ được biết qua cái hoàn cảnh của chị Trinh là do dì của Trinh hôm trước là có gọi nè, có tâm sự, có chia sẻ hình ảnh video qua để mà tìm hiểu ở cái ngôi nhà của mình là ai cất ha. Nhà lúc trước là nhà nước cho. Dạ. Cho rồi mình kiếm tiền để mình làm cái này. À, lâu chưa gì? Nay nó cũng 4-5 năm vậy. Dạ. Là học với lại Trinh là lập ra hai người đến với nhau là hai em đến nhau là bao nhiêu năm rồi? Hai năm. Rồi mỗi tối mà có thường mệt nhiều không Trinh? Dạ không. Không hả? Đi ra đây ra ngoài đường thì đi xa đi thì bị không? Mệt ha. Đi ra đây ra đường là thở xanh mặt luôn. Thì hôm nay về đây biết bệnh gì rồi mới đi tỉnh thuốc nam về uống. Tỉnh thuốc nam nào? Nghe cũng đỡ đỡ rồi. Là đi được. Bác sĩ nói không mổ thì sao? Hôm bữa thì em có hỏi ông bác sĩ dưới là em hỏi là điều trị sao. Bác sĩ nói là nó điều trị thì xuống đó dưới đây bác sĩ điều trị chứ không có biết, mình không có nói được. Giống như đi xuống dưới miệng có gì thì mổ. Rồi em mới điện lên Sài Gòn, em tính mua thuốc và uống. Tại mua thuốc uống đại thôi. Là uống tạm lúc nào đó, mấy tại hiện giờ chưa có bảo hiểm. Yeah. Nên là khi mà em điện trở nên em gửi cái bệnh trên này nè. Là bác sĩ ở trên Sài Gòn nói là cái bệnh này phải mổ mới được. Em nói là sao cháu em mổ mới một lần thì mổ nữa. Bác sĩ nói cái bệnh này có khi mổ tới 3 lần. Là chi phí mổ của hồi năm đó là năm 2011 là 75 triệu. Cho em xem cái bệnh án đó. Đây là cái thưa cô bác của anh chị, đây là cái bệnh án của hồ sơ bệnh án của Trinh nè. Ở đây là năm cái này là mới đây là mới nhất đi ha chị. Cái này
Còn cái ngày xưa đâu, cái lúc mà trên 11 tuổi á. À, năm 2011 ra viện nè, chẩn đoán là thất phải hai đường ga, rồi hẹp phổi, thông liên thất và thông liên nhĩ. À, thì lúc này thì năm 2011 thì Trinh chỉ có là 12 tuổi thôi. Còn cái giấy bây giờ là nó có và, bệnh đó. Dạ, đây là cái chi phí sau khi thanh toán là chi phí mổ của bệnh viện Tâm Đức ở thành phố thì là 75 triệu. Thì cái chi phí này được chắc một cái quỹ mổ tim của Sài Gòn hỗ trợ quá. Ừ, cái đó lúc dạ. Sài Gòn hỗ trợ. Dạ. Cho em, đây là to thuốc ha. Bên đây là to thuốc. Dạ, nguyên bộ hồ sơ. Dạ, đây là lúc bé nè. Còn bên đây là cái này chung bên đây đi. Cái này là lúc cũng lúc bé ừ. luôn. Bệnh viện Tâm Đức ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh đó. Còn cái hồ sơ bệnh án mới đây dạ. có thêm một bệnh hở quanh tim ba lá nữa. Ờ, để em coi từ từ ha. Để quay cho. Cái này năm 2022 nè. Cũng em Trinh. À, 2000 thì năm nay 22 tuổi. Đây là phiếu xét nghiệm. Đây là cái to thuốc đây. Cái đó là em xin bác sĩ. À, xin bác sĩ cho mỗi lần chỉ có 5 viên thôi. Cái này là bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp. Thì lúc đó cái chi phí này khám là bao nhiêu tiền hả chị? Cái khám này đi chứng kiến là tốn 300 mấy chục nghìn, 375 nghìn. Dạ. Xét nghiệm cái siêu âm cái. Dạ. Đấy, đây đây. Còn đây là cái chuẩn đoán suy tim. Yêu cầu kiểm tra là siêu âm tim. Đây là cái kết luận của bác sĩ ở bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp. Ở đây thì Trinh thì đang cư trú ở tại xã Tân Bình, huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp á. Và kết luận là thông liên thất phần màng 22mm sụn không xác định và hẹp van, hở van ba lá trung bình, nhịp tim nhanh, khí làm siêu âm. Đây là cái kết luận của bác sĩ nè. Hiện nay thì cái nó bị hẹp van đường phổi. Dạ. Để mà này nè, để mà cho có chính xác nhất thì chắc có lẽ là Trinh phải đi lên cái bệnh viện cũ để xem lại cái hồ sơ bệnh án lúc trước thì nó mới chuẩn xác được. Và hiện nay thì cái hoàn cảnh của gia đình của mình thì trông chờ vào cái việc mà học để mà lao động thôi. Mà cái việc lao động thì chủ yếu là để đủ xoay sở cho cái cuộc sống hàng ngày của mình thôi. Có khi làm được, có khi làm không được. Tại ớt cũng không có lâu anh, ớt cũng mấy tháng là xong. À, Trinh với lại học có thể đọc cái số điện thoại của mình để cho cô bác quý anh chị có thể liên hệ với hoàn cảnh của mình ha. 0939291131. À, đọc lại một lần nữa đi. 0939. Dạ. À, bao nhiêu nữa? 0939291131. 291131. Dạ. Và đây là cái số điện thoại của Trinh nè cô bác quý anh chị. Đó là 0939291131. Thì cô bác quý anh chị là mạnh thường quân đó, có hỗ trợ thì có thể liên hệ trực tiếp với Trinh qua số điện thoại trên màn hình. Hoặc là có thể liên hệ với lại Mười Hồ để mà kết nối lại với Trinh. Hiện nay thì cái việc mà mổ tim thì nó cần rất là gấp luôn. Đây là ba của Trinh. Điều phổi ba người mà có hai người bị bệnh. Nhìn trước bốn mấy tuổi mà thấy bốn phổi rút á. Hình như cũng bị gãy xương đâm vô phổi nó dồn xuống. Không đi khỏi là từ cuối rồi. Đi khỏi từ cuối rồi, bác sĩ chạy rồi. Còn bây giờ thì học có cái ước muốn rồi.
chủ yếu là chị bệnh vợ kiếm tiền như vậy bệnh vợ để không nhờ cái chi phí thuốc nam mà sao nào mình đi xin người ta cho mình uống à chứ người ta không có bán cái gì hết à. Nhưng người ta làm liên hệ xin ở đâu dạ bên chợ mới bao nhiêu lâu thì mình hốt một lần ta tuần bây giờ em vẫn còn uống thuốc nam dạ. Thì nếu như có tiền thì có lẽ em sẽ đi khám lại một lần nữa hả dạ. Nhưng mà hôm trước là không có tiền để mà đi Sài Gòn đúng không, chỉ đi khám. Hiện nay là không còn uống thuốc tây nữa dạ. Mà cái bệnh hở van tim á thì không thể nào uống thuốc nam được, đó là một cái bệnh đặc thù mà khi mà van tim hở hay là hẹp á thì cái lượng máu lưu thông á nó cần phải sự can thiệp của y học đó, nên thành nữ là uống thuốc nam là chủ yếu là để cầm chừng thôi. Hôm nay thì anh đến đây thăm lại cái hoàn cảnh gia đình của mình, cũng như là biết về cái tình trạng của bệnh của em và cũng như là ba, thì trước mắt anh thay mặt cho một chị giấu tên ở Canada đó hỗ trợ cho gia đình của mình, cho em 1 triệu để mà có thể đi đứng giống như là sinh hoạt, có thể mà mua thuốc uống thêm ha. Thì khi mà mình không muốn có thể liên hệ trực tiếp với em hoặc qua anh để có nói với em ha. Ủa sao đây anh thay mặt gửi cho em 1 triệu ha. Cảm ơn rồi, giấu tên. Ừ, khóc luôn rồi. Ồ, sao khóc luôn? Em không muốn nói lời nào không? Ừ. Ngẹn lời quá, nó được luôn. Chắc có lẽ là một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân. Và cô bác quý anh chị có thể liên hệ qua cái số điện thoại của Bùi Hồ trên màn hình về cái trường hợp của Trinh, qua số điện thoại 0939291131 hoặc là số điện thoại Bùi Hồ để có thể cùng nhau kết nối hỗ trợ cho em Trinh có một cái sức khỏe, gặp bác sĩ và sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý chị cũng như là tất cả Mạnh Thường Quân ha. Ôi, anh chào em với lại học với lại cứ về hôm nào thì có gì bạn sẽ quay trở lại ha. Trời ơi, khổ ghê.